Đấy, cái bài này là rất là hay, cực kỳ hay luôn. Và nếu như ai là người Cao Bằng gốc ấy mà nghe mà hiểu được mà thấy Hà hát sai hoặc là hát chưa đúng ở chỗ nào thì xin hãy góp ý để lần sau thể hiện nó được trau chuốt và nó được tình cảm hơn ạ. Đêm rằm trăng lằn, 16 trăng treo, gần nhau đã quyến luyến, xa nhau càng nhớ thương. Nhớ trăng tháng tháng còn thấy mặt, nhớ bạn đường xa biết bao giờ.
là bài giá 2.000 trăng dưới nhớ bạn của dân ca Nùng, của dân tộc Cao Bằng. Và cái bài hát này thì khi hát xong ấy thì thực ra là không hiểu lắm đâu. Cái tiếng Nùng ấy thì chỉ hiểu cái đại ý, có nghĩa là một cô gái đang chờ đợi một chàng trai, có nghĩa là nếu mà nhớ, đại ý như là nhớ trăng ấy thì hàng tháng còn nhìn thấy trăng, nhưng mà khi người yêu đã xa rồi thì không biết bao giờ mới gặp lại. Đó là đại ý mà Hà hiểu như thế, chứ còn từng câu thực chữ thì cũng không hiểu được, tại vì cái tiếng của mỗi huyện nó lại khác nhau. Cho nên là kể cả người Nùng chính gốc có những cái từ, ví dụ như các cô chú ở trong cái hội gìn giữ các tiếng gìn giữ và bảo tồn tiếng tày Nùng của Cao Bằng ấy, các chú cô chú ở các tỉnh ấy thì là đã bàn luận rất nhiều về cái bài này, lời của bài này là của soạn giả Dương Hùng, Vương Hùng mà bác đã mất rồi. Và cái bài này thì các cô các chú đã bàn luận rất nhiều về cái lời, nhưng mà mỗi người dịch một kiểu, nó không ra được cái nó không, nghĩa là ý của nó rất là hay, ý của cái lời của bài này cực kỳ hay, thế nhưng mà mỗi miền, mỗi huyện, mỗi chỗ nó kể nói lóng đi một kiểu, thế là để mà chính xác được nó hơi khó. Và Hà hát thì Hà cũng chỉ hát theo kiểu phiên âm thôi. Khi mà đi thi ấy, thì cũng đã đạt một cái giải và huy chương vàng tại Liên hoan dân ca toàn quốc tổ chức tại tỉnh Kiên Giang với cái bài này ấy, thì khi mà họ ban giám khảo họ chấm thì họ cũng chẳng không hiểu đâu, không hiểu lời đâu, chẳng qua là họ thấy cái giai điệu hay và cái chất giọng của người hát thì họ chấm thôi, chứ là cái lời thì cũng không thể hiểu hết được. Từ đến những giáo sư, ví dụ như là giáo sư Tô Ngọc Thanh thì cũng chỉ hiểu nôm na một phần thôi. Đấy, cái bài này là rất là hay, cực kỳ hay luôn. Và nếu như ai là người Cao Bằng gốc ấy mà nghe mà hiểu được, mà thấy Hà hát sai hay là hát chưa đúng ở chỗ nào thì xin hãy góp ý để lần sau thể hiện nó được trau chuốt và nó được tình cảm hơn ạ. Gửi tặng tất cả mọi người bài hát Non Nước Cao Bằng, và xin mọi người chia sẻ giúp bà đi ạ. Chung lên những con đèo, qua đèo sàn, qua đèo gió, qua vẻ bóng núi cao ngất tầng mây, suối sông bằng suối sông hiên, những cánh rừng một thời kháng chiến đâu, ta nhớ về bạc bó suối nguồn bằng mà treo leo, lên cao bằng mà dốc núi, lên cao bằng mà qua sông nhớ suối, lên cao bằng mà trong núi nhớ mây, nhớ quả mời của cây, nhớ rượu mời của lá, nhớ vòng tay rộng mở cùng non nước ngàn ngọt ngào câu hát, đón người về thăm non nước Cao Bằng. Con làm gì đây? Con làm gì? Thank you.
chập trùng lên những con đèo, qua đèo Giàng, qua đèo Gió, qua khe Béo, núi cao ngất tầng có rất nhiều các cái địa điểm du lịch rất là hay, và người Cao Bằng thì rất là mến khách. Đấy, chính vì thế mà Hà lên đây mà không biết đường về luôn. Người Cao Bằng rất là quý khách, mến khách, và rất nhiều cảnh đẹp luôn. Và chuẩn bị tháng 11 tới này là sẽ Cao Bằng sẽ được công nhận, là có quyết định công nhận là công viên địa chất non nước Cao Bằng do UNESCO công nhận, và sẽ có cái chương trình lễ hội văn hóa qua các miền di sản sẽ được tổ chức tại Thác Bản Dốc Cao Bằng ạ. Trân trọng kính mời mọi người du khách gần xa hãy đến với Cao Bằng.